cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Sang đã có mặt ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngày hôm nay Sang có mặt ở tại Nhi Đồng 2 thì với 300 suất cơm và 300 phần sữa, 300 phần nước suối. Rồi bên cạnh đó là Sang coi những người già nào mà lớn tuổi họ đau nhất thì Sang cho cao, thì chia sẻ đến với lại quý bà con cô bác. Thì cái này phần này Sang với lại bà chế Quýt Chú Vũ Hùng vô để mà chia sẻ với bà con. Thì một buổi trưa là Sang chúc cho tất cả mọi người an lành và hạnh phúc nha cả nhà. Bây giờ công tác đang chuẩn bị mà giờ chờ cơm nó trở vô hơi lâu. Chào mọi người nha. Rồi. Đây phát cơm. Này phát cơm cho bà con với là phát sữa. Có nước suối. Cái này chia sẻ với bà con nghèo và những phần cơm nghĩa tình. Liên lạc lại cái xe cơm nó chạy tới đâu rồi. Ủa xe cơm chạy tới đâu Mỹ ơi, tao chờ. Nghe luôn, đừng móc vợ, nghe đi. Để nghe luôn. Chừng nào kia móc là móc. Nghe đi. Nghe gì đó.
con có lợi hơi trễ, bà con thông cảm nha bà con nha. Con gái sao mà chút cút có lợi pha thuốc quá trời con. Con bị gì vậy? Hả? Con bị gì mà con dán cái tay? Hả con? Con nhiêu tuổi rồi? Con mấy tuổi rồi? 5 tuổi hả? Giỏi. Con bị gì con vô đây? Con bị gì? Con ngoan, tí xíu lấy sữa nha con ha. Bây giờ nè, xe con nó vô tới rồi. Dạ đúng rồi chị Mỹ Vân ơi. Con bây giờ mượn cái bàn nha, mượn cái bàn cho con. Cảm ơn nha chị Tuyết. Ai lấy cơm đó, xong đi ngang đó, cho một chân xuống một cây sữa, mỗi người đúng không? Một chai nước suối, hai hộp sữa, con cắt thêm nha. Một chai nước suối, hai hộp sữa. Cứ làm một chai nước suối với hai hộp sữa nữa. Nha, một hộp cơm, một chai nước suối, hai hộp sữa. Nha. Rồi, ai đứng cho sữa, ai đứng cho nước suối. Vì gì lấy nước suối thì không dễ thôi. Cơm là chai kia rồi, mình lấy sữa. Ôi, cơm luôn đâu. Như vậy là dời sữa lên mới được. Phát cho người ta đi ra bên ngoài luôn. Đi vòng không? Rồi dời sữa thì con sữa lên đi. Phải sữa lên là cái nước bỏ ngoài kia. Sữa nước suối. Cậu đi dời sữa qua đây nè. Ai lấy cơm xong đi qua đây lấy sữa nước suối. Cô gì rồi cô? Chuyển sữa lên dùm đi. Sữa cho nước suối lên trên nè. Ok. Vô trong này. Ok ok. Sửa xuống số giờ lên đi. Không mà con phải đứng bên đây chứ. Con vô bên đây. Vô bên đây không đồng chí. Con đi ra luôn. Vô trong này cho cái đường cho trong á. Chế đứng bên trong là chế phát là dùm gian. Ở đây là bệnh viện Nhi Đồng. Mỗi một người á là một hộp cơm, một chai nước suối, hai hộp sữa. Cường ơi, Cường á ôm cái thùng cao đứng ở đầu này nè. Những người nào lớn tuổi thì mình cho cao, cao ra cho bóp. Cao á, sang tặng cao cho bác cho bà con, những người nào lớn tuổi sang thấy đau nhất là sang cho tặng ha. Mấy người trẻ trẻ người ta không có bị đau nhất là sang có tặng, coi như là một phần cơm, hai hộp sữa, một chai nước suối. Còn cao số bóp thì những người nào lớn tuổi thì mình tặng thôi. Kim Liên, chị có một chai dây, chị đỏ không chị? Dạ còn nha, chị Kim Liên ơi, mình mua một chai cao là tặng một dây, mua hai chai là tặng hai dây. Chứ mà tặng dây mình đó. Thế mình không biết nha, chị Anh đây bây giờ.
cầm cái hộp đưa thôi. Đây nha mọi người, đây là một hộp tôm bự có giá là 368 ngàn. Thì ví dụ như mọi người có muốn chặn dây thì mình bấm vô ghi chú, ví dụ như một hộp tôm bự là 2 giây, 2 giây là sẽ được tặng, phải là 2 chai là sẽ được tặng 2 giây nha. Thì em đâu có biết rồi đó. Dạ, đây là chai cao su bóp anh, 368 ngàn một chai luôn nha. Có đặt hàng rồi gia đình mình thu giùm á, thu cho mấy em nha. Rồi quay trở lại. Rồi chỉ có đi tính từ trong đêm này đi ra nha. Rồi anh muốn giành hết gia đình mình không cảm đi, không cảm đi một phần. Có biết là có tài khoản. Có phiếu là có về hết. Phát nhanh lắm, phát nhanh lắm. Nha. Phát nhanh lắm. Cho cô thông cảm, chị cô thông cảm. Phát nhanh lắm. Bây giờ cô hợp tác với tụi con để còn giúp tụi bà con nhiều nữa. Cô biết. Cô gắn đi cô à. Biết bà để cô với con. Mình tập xếp hàng như cho nó quen. Cô có hộ trang không? Cho nè. Là sao? 12 hộp á, chắc sẵn rồi. 2 hộp nước suối, 2 hộp sữa với 1 chai nước suối giùm nha. Ok. Rồi, lấy phiếu nào. Có chắc sẵn rồi đó, em chắc sẵn rồi, 2 hộp rồi đó. Rồi, chắc sẵn rồi, chắc sẵn rồi, rồi, chị bước lên trên cho chị này nói. Cường ơi, cho cao chị này nè, Cường ơi. Chắc 2 hộp sẵn rồi đó. Bữa đưa tiền cho con đi thẳng nào không? Đi thẳng nào? Rồi đi thẳng luôn. Cái này nè, cao so bóp này nè. Có chị đau nhất cơ xương khớp. Chị đau chỗ nào chị thoa vô massage chỗ đó nha. Gửi tặng chị. Rồi. Chị ơi, cho chị cái bật đi. Cho chị cái bật chơi lấy cái bật. Chị lấy giùm mấy phòng vậy? Rồi, ok, lấy cái bọc cho chị. Rồi, bỏ vô. Một phần là 2 hộp sữa. Rồi, cái này cao sao bóp để tặng cho chị nè. Đau nhức chỗ nào? Vôi thuốc quá, giãn kinh mạch, thần kinh cọ. Rồi, mình thay vô chỗ đó. Rồi, đau khớp gối chị thay vô luôn. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi chị qua đây em chỉ cho. Không, cái bên này không có. Cái này là cao su bóp, bảo dược 8S.
chị đau nhức cơ xương khớp tốt bị địa điểm giãn tĩnh mạch phần xương cổ đau quay gối đau khớp gối ha đây bị chúng ta bôi thuốc á chị không cổ chị thay vô cái này tặng cho chị rồi chúc chị nhiều sức khỏe này để chị thấy những người lớn tuổi rồi chú tặng nhé. Là Nhi Đồng ở Sài Gòn ở đây á, là tại sao có nhiều người ta lấy nhiều phần cả nhà thông cảm tại có những người ta đi không được con người ta bệnh nặng quá cho nên là nhờ những người phòng đó, ở chung giường ở chung phòng đó người ta đi lấy giùm cho nên cả nhà thông cảm giùm nha chứ không phải là một người mà nhận quá nhiều phần đó có những cái trường hợp người ta đi không có được luôn người ta con của người ta bệnh nặng quá người ta phải ở lại người ta chăm người ta không thể nào nó bỏ đi được cho nên là nhờ những người khác là lấy giùm cho nên mình cũng thoải mái rồi, thông cảm cho anh ta. Đó. Rồi. Dạ cảm ơn anh Minh Đức Trình nha. Chị có nhận cơm không? Chị xuống nhận phiếu đó. Chị nhận chưa? Cô này nhận. Bây giờ tôi chụp cây, không có làm như vậy được. Tôi không có chịu xuống nhận. Cô miếng là nhận cho mình thôi. Rồi chị qua đây. Nghe nè, cái câu số bóp này ở dùng cơm hết. Chị đau nhức cơ xương khớp tốt đi điểm thần kinh tọa đau chỗ nào thay vô chỗ đó không thay chỗ đó không rồi gửi tặng chị rồi cái này là đau nhức cơ xương khớp thoát vị đi điểm giãn tĩnh mạch thần kinh tọa đau chỗ nào thay vô chỗ đó đau nhức cơ xương khớp thoát vị đi điểm giãn tĩnh mạch đau khớp gối thần kinh tọa đau vai gáy môi thoát vó cột sống cổ thay vô rồi chị nhớ hồi nãy mới dặn ra chút cho nhiều sức khỏe nha. Thuốc khớp cái này không phải là thuốc khớp mà cao xương khớp đau nhất liên quan gì với vấn đề mà cơ xương khớp thuốc bị đứa điểm rồi môi tốt quá đau khớp gối thở vô rồi rồi chút nhiều sức khỏe cái này tặng cho những người lớn tuổi nha rồi đau nhức cơ xương khớp hốt thì đi điện để cái mặt ra vô chỉ có tặng cho một người đau nhất là thay vô nha không có thay vô vết thương nổi nha đúng rồi đau nhất là thay vô đừng hơn vết thương nổi đi vòng ngõ này giùm em đi vòng giùm em ngõ này chị đau nhức cơ xương khớp tốt bị đi điện bao quay gái vô tố quá đau khớp gối thay vô không thay vô vết thương nhỏ anh chị rồi chúc nhiều sức khỏe đi lên ngõ này vòng lại ngõ này vòng 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 qua đây rồi rồi chúc bà con nhiều sức khỏe nha đi thẳng dùm đi thẳng rồi rồi đi thẳng không chút nhiều sức khỏe chính mình anh ha coi coi cái một cái lớn luôn cái một chính mình anh rồi quá hồi luôn đây là có tặng cho cô cái này đau nhất cơ xương khớp mà thay vô không có thay vô bất thường hỏi nha rồi tặng luôn nè cảm ơn chị Thủy Phan nha, bé Hạnh, bé Đào, ngoài cảm này đi cổng bên gặp cho em nha, một cha cha này đau nhất, có bị đau nhất cơ xương khớp, ta vô người tặng cho người già, tặng cho người già. Rồi đó tặng em luôn nè, đâu chỗ nào ta vô chỗ đó nhưng mà là trời ơi bây giờ chị mới chịu đựng lại với em lo này là hôm nay cho người già không có chơi là để cho những người già lớn tuổi
Cảm ơn chị Huỳnh Thị Thu. Ở đây mình nhìn như mình sao mà nằm. Cô thấy là những người già lớn tuổi được tặng nha. Hiện tại là có dây cà tha rồi. Hiện tại bây giờ là đã có dây cà tha. Có quá kinh doanh như làm. Đây. Làm đâu nhất tôi xin góp vô. Tôi tám ơi. Cho cuốn vào đau lưng là cho mấy người trẻ, mấy người già đâu có để được nữa. Mấy người trẻ nó mới để. Rồi gọi tặng chị. Không có ra vô với tương khởi nha, đau nhất thì thay vô nha. Để chừng chết. Rồi gọi tặng chị đây. Rồi. Đọc kỹ hướng dẫn như sử dụng nha. Dạ 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 dạ. Dạ dạ, cô lấy cái bao này. Cái này cái em có người nhà em có cái chồng nữa. Có mày chồng. Dạ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha. Dạ. Phải đâu nhất cơ xin rồi là kêu mẹ tao không. 160.000. Nhưng mà mọi người mua hàng như vậy là đã ủng hộ cho chúng ta cả cà ra dùng để làm cho cô cái mật cho cô cái mật gửi tặng dây cho cao nè đau nhất cơ xương khớp tha vô vậy nè. Ủa rồi đi đường nào ra là đây đây đi đây đây ở đâu nhất cơ xương khớp tha vô đọc kỹ những khi sử dụng nha, không được tha vô cái thương ngỡ nha. Cái này là chị cấp gối đâu, cơ đâu, quay gối bôi đồ này kia nè. Cho con một chai được không chú? Tám chai rồi ạ. Chị cảm ơn chị sẽ lại những người mà họ mà khó khăn trong bệnh viện mà những người già đau nhất. Rồi. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng nha. Đau nhức cơ xương khớp, có bị đi điện giãn kinh mạch từng kinh tọ, đau quay gối, đau khớp gối, vôi thối quá còn cũng là tống cổ, tê bì chân tay thì thay vô nha. Rồi, gửi tặng chị luôn nè. Tôi thấy những người phụ nữ những người già tôi tặng nha. Xin em đưa luôn. Còn tặng dây cà tha không chú Tám ơi, còn nha chị Mai ta lên. Ai mua hàng là có dây cà tha. Có tặng dây cà tha. Cảm ơn anh Hai Phụ nha. Đi cho đi thẳng luôn. Bây giờ người lớn tuổi nè, trẻ nhỏ nè, người lớn tuổi nè, giới trẻ mình ai cũng đau nhất hết. Bây giờ lấy cái thùng bỏ vô, lấy cái thùng bỏ vô. Ở đây bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Năm mừng. Rồi, chúc nhiều sức khỏe nha. Năm mừng chú Tám. Ok. Chị đau nhất nè. Bạn chơi gì mình chơi. Đau. Đau nhất. Từ từ chị đứng rồi. Chị qua bên đây xếp hàng bạn. Để em mạnh luôn. Bây giờ nè, cả nhà mình nhớ nè. Ở đây là cao số bóp thảo dược 8m. Đau vai gái, đau khớp gối, thần kinh tọ, bị bôi thối quá còn sống cổ, tê bì chân tay, nha, giãn kinh mạch. Mọi người đặt hàng nhớ nhắc chú vô bị giùm em nha. Xuân, ba vô, học kỹ hướng dẫn cho sử dụng. Không không có được mà thịt dầu vết thương hở nha. Cái này em tặng.
rồi hết luôn rồi. Rồi đây chỗ chị, mình xếp hàng đi, cái chị hồi nãy giờ đó là chị chen hoài luôn á, nha. Mình không nên vậy. Cái này tôi tặng cho những người lớn tuổi. Mẹ con người đúng không? Xếp hàng dùm đi. Rồi. Rồi mấy chị xếp hàng dùm nha. Rồi. Ở đây tôi cho những người lớn tuổi, những người già nha. Nhường lại cho những người già, những người phụ nữ. Ok. Rồi. Vô cái người già, người phụ nữ. Anh ơi, bây giờ cho những người phụ nữ, những người già đi anh. Nha. Bây giờ tôi không còn nhiều, tôi chỉ nhường cho người già, người phụ nữ. Rồi đi cháu luôn. Rồi, cho tôi gửi tặng chị đau nhất cơ xương khớp thì tha vô đi không nổi luôn đau khớp gối. Trời ơi, gặp anh đã cảm ơn nha, lâu ngày lắm nha. Đấy, bây giờ từ từ bây giờ để tôi dặn nha, để tôi dặn đây là cao so bớt thảo dược 8 mét nha. Thì ở đây là cho mình về mình tháo dòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không được thay nhất thân hảo đau nhất chỗ nào thay vô. Rồi, rồi quá luôn. Ông này tôi cho tặng những người. Vậy giờ đi tìm người đó đây, tôi cho lấy mặt nhà, tôi cho vào con hết rồi. Đó, mọi người bấm vô phía trái nha, mọi người bấm vô, mọi người lựa nha, mọi người đặt cái combo nào, mọi người lựa nha, bấm cũng mua. Đây tại vì mình mà tôi phát bao nhiêu phiếu thì ở đây là đã phát đủ hết rồi. Bây giờ không, anh nên lấy phần đi để tôi lo cho chị này. Của em không? Anh nhường cho lại người nghèo đúng không? Để là người tốt ha. Mình có phiếu mình nhường lại những người khó khăn. Bây giờ chị không có phiếu đúng không? Tôi tặng riêng cho chị tiền nha. Không sao, bây giờ kiểu như vừa 11 giờ đó mà ta chưa túi thì những phần lại nó giá tạm xuống. Rồi, bây giờ người ta những người này nó nghèo quá, người ta tới xin mà người ta không có phiếu thì bây giờ mình gửi tiền cho người ta đi ăn. Rồi, tôi gửi là 200 ngàn đi ăn cơm. Hỏi được không? Vui. Nha, cảm ơn nha. Rồi. Cảm ơn chị Quốc Nhi. Chúc nhiều sức khỏe nha. Không có dầu mà gọi hả bé? Dầu gọi chưa ra mắt chị Lâm Kiều ơi. Rồi con nghèo quá, không có phiếu hả? Lát con ăn cơm với chị đó. Đây, không có phiếu hả? Đây. Ủa cái này đủ phiếu của người ta rồi. Hả? Lấy cái phần có phiếu rồi. Bây giờ anh có khả năng đâu, anh có khả năng thì để cho tôi tặng anh 200 ngàn quá. Còn anh có khả năng dùng 200 này cho người khác. Ok đâu, anh xin nghỉ không? Ok, vậy rồi, cảm ơn. Có thể. Hả? Rồi cô có phiếu không? Cô không có phiếu, hết phiếu rồi, bây giờ con tặng cô này được ha. Ở dùng cho. Rồi. Dạ chết cha con hết rồi, con thông cảm. Để chuyến sau con vô con cho. Dạ. Dạ, để chuyến sau con vô con cho. Dạ dạ, chúc con nhiều sức khỏe. Mấy bạn bên phòng kinh doanh bình luận cái số lên mấy bạn ơi. Không có bình luận cái số gì. Bà gì bả vậy? Có rồi con. Chúc con nhiều sức khỏe ghê lắm, cảm ơn Yến Dương nha. Dầu gọi chế hàng rồi cả nhà. Dạ hôm nay là mình đi phát cơm chay nè, sữa nè, nước suối cho mọi người. Còn mấy bao nhiêu phiếu nữa là chưa xuống ấy. Tại mình hẹn tại 11 giờ mà. Rồi quan lên đứng lên đấy.
Ủa sao con phiếu trắng mà? Đi tới, đi tới lấy sổ. Lấy nước số rồi lấy sữa luôn. Rồi đi tới lấy nước số lấy sổ. Sao để lấy sữa luôn à? Dạ dầu gội đầu thảo dược. Chưa em rồi, à. Còn bao nhiêu phần kiểm là con còn bao nhiêu phần? Mình chỉ có nghĩa là sau để nhập thêm sữa. Cái sữa tóc bữa giúp cho phục tóc nha. Quên cơm nhớ bia. Quên cơm mà chắc nhớ bia rồi. Chắc nhớ bia chắc nhớ rượu rồi. À bé ơi, chị muốn có dây đổi thì đặt bao nhiêu mới có cộng dây em? Dây một chai là một cao, à một dây. Một chai cao là một sợi dây nha chị ơi. Bên đây là gì vậy? Em nuôi nguyên nít vậy? Biết tiếng biến rồi. Bao nhiêu một combo? Một combo như vậy là có giá là 368.000, một chai lẻ là 169.000 nha anh chị ơi. Cái này là bình thường. Cái điện thoại khác đưa cho mấy đồng. Rồi sức nó cực á hả? Tại sao dắt nó vậy anh chị vậy? Rồi, chúc con nhiều sức khỏe mau về nhà nha. Ok. Nhiều sức khỏe nha con. Ok. Cảm ơn cô. Chai xịt bao nhiêu? Cô, chai xịt bưởi bao nhiêu? Chai xịt bưởi là có giá là 1-2 năm cành nha. Dán có tiền cho em không? Chai xịt bưởi trong chỗ hàng có. Nó mới tập đi chú, tại nó nằm trong nó bị đơ cơ. Đơ cơ luôn à? Nó bị rút cơ luôn rồi, ra đây con tập đi. Đơ đang tập đi dùm cho nó rồi. Tiền này, có tiền con mua sữa, con mới đóng được. Nè, con cô cho con nè, con cảm ơn bà nè. Ok, con giữ gìn sức khỏe nha. Rồi, cố làm tròn nha, cố gắng lên nha, về nhà nha con nha. Cái này giờ về phải 2 tuần sau không biết nha. Rồi mọi người ơi, em mất đi bỏ tóc bơ cắt lứa không được qua lấy được qua bây giờ hết hàng rồi bây giờ còn giờ em tóc bơ đi hoài rồi cho nó chạy đi xuống nó uống mà nó còn được xếp qua từng người. Rồi thôi con hãy cố gắng ở đâu em cũng xếp ở nước ngoài em xếp luôn nha. Tiền con xếp tiền rồi để ngon góp cái tiền. Dạ đúng rồi, hiện tại giỏ hàng đang bị full rồi. Đúng
mà tối hả? Do buổi sáng nè, chị có bao bước đâu, mình ngồi ngồi bị nha con. Đi nhầm cộng luôn. Ờ. Mà ngồi xa tư thế nè. Đi đang ngồi xa tư thế. À, xích qua tỉnh luôn rồi, mình chỉ đông đúng không? Ở gần tới bên luôn chị anh chị. Tới đây như không cụ luôn hả? Gần tới bên. Rồi, bây giờ còn 6 phần khác luôn. Đây là đường Quả Tỉnh nha mọi người. Dạ, mấy cô chú nào mình chưa có phiếu, bây giờ con chỉ còn có 16 phần thôi, cho nên mình tranh thủ nha. Rồi, mấy chị này chưa có phiếu đúng không? Rồi giờ phát cho mấy chị này luôn em. Dạ mình giúp cho đỡ hàng nha anh Gia Bảo ơi. Cho đỡ hàng nha. Xếp hàng, xếp hàng, xếp hàng. Dạ anh sao xếp. Dạ ai nhận mình qua đây xếp hàng giùm em nha chị em mấy chị ơi. Có đường Quả Tỉnh là đâu biết rồi đó. Đường Quả Tỉnh là nấu trắng nãy đó. Lấy sữa bước lên, lấy nước suối, lấy sữa luôn. Đi ngõ này giờ mà em để ra mà nó ấy. Một tôm bồ hai cho sao có còn không? Dạ còn. Để em ghim vô cửa hàng lên cho anh chị nha. Rồi. Lên lấy nước suối, sữa. Vậy đi về nghỉ chưa? Hết rồi, bây giờ. Rồi em cảm thấy mà dư dư vitamin thì đừng lấy sữa để cho mấy đứa nhỏ nha. Anh chị có thể mua hai chai cao lẻ nha, có combo hai chai cao lẻ nha anh chị. Rồi bước lên, bước lên, bước lên, lẻ lên, lẻ. Cảm ơn được với cô ấy, lên đây luôn. Bỏng, bỏng, bỏng. Quay hết cái mạng. Đây, hai chai cao lẻ 338 cành. Hết rồi con. Cô có lấy cơm không? Ok, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi, lấy nước suối, lấy sữa. Nước suối thì đây, đây, đây. Nước suối với sữa. Sao phải nằm ở đây? Sao phải nằm ở đây? Đấy là mấy chỗ. Rồi còn 5 phần cuối cùng. 5 phần cuối cùng. Chị ơi em khổ quá thì chị cho em nhà ngọt cơm chị. Uống nước trước kìa. Chị cho em ăn cơm rồi em không lấy nước. Uống nước cho no đi là ăn cơm sao. Má em tin nước. À? Má em tin nước cho nên em không lấy nước. Kể tôi chị cho em nè em. Rồi. Cái này gì chị? Cơm chay, cơm chay. Cơm chay ba em cơm chay không em không có lấy nữa chay. Cảm ơn em. Có gì cho nữa không chị? Không, còn gì cho nữa. Cho em bớt rồi. Còn cái này cho em nè. À, ở này tám lưu đạn. Đây tám lưu đạn, cao số bóp mày lấy. Cao số bóp mày lấy. Đâu đâu bóp đó phải không? Đâu đâu bóp đó. Đâu bóp đó. Thì em bóp những dùng nào là được phép bóp thôi, bóp mà dùng chấm là chết luôn á. Bóp đó, nhờ đó có cho bao địa chỉ hay đâu không? Hết luôn rồi. Biết luôn kìa. Chị thích mua đi em, dạ nhấn vô đó hàng bên góc trái tay trái. Rồi còn mấy phần hàng bấm vô giùm em nha. Mấy phần đi xách ra ngoài coi đó, gặp đại tặng con đây rồi với mấy sữa nè. Sữa cho mấy đứa nhỏ đi. Đúng rồi, sữa đem đi cho mấy nhỏ đi. Rồi đi vô bọn luôn cho mấy đứa nhỏ đi. Cái nào? Cô bên này kiên sữa đúng không? Dạ. Để xuống với con mấy nhỏ vô mấy bọn nào cho nhỏ mấy nhỏ không? Này còn trong hồi sức sơn sơn không có uống sữa này đâu. Hôm nay hồi sức sơn sơn sơn. Rồi. Em uống sữa cho chú này sữa đi chú Tâm. Cho sữa. Cho đi đừng bao á. Rồi cho nó bụi nhùm chết chứ mà cho nó sữa. Đồng bào. Nè cho con này con. Mời đồng bào. Mời đồng bào. Lấy cơm. Ra lấy cơm. Mời đồng bào. Cơm còn không? Rồi. Cơm còn không? Cơm còn đi to như năm chim chiến rồi, lúi rồi. Con là con là con. Ban 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 ba đứa ở đây luôn hay sao? Một đứa ở đây thôi, một đứa lấy một hộp. Còn hai đứa bự không? Hai đứa bự lấy hai hộp. Đây, để dành cho một đứa nó uống hết luôn đi, lấy hai hộp. Nước suối anh. Nước suối. Uống sữa không à? Dạ. Uống nước suối đi, đừng nhớ sữa mẹ nha. Đừng cho mẹ uống nha. Nhớ sữa mẹ bắt đầu đè nữa. Sang năm lên đây lấy bốn phần. Đừng nhớ sữa mẹ nha, nhớ sữa mẹ đe đô. Đe khô lắm. Rồi tiếp. Chưa nhau rồi, chưa nói. Rồi, ổn luôn cái này, giờ nó chuyển luôn. Mấy cái này có việc cho tao thỉa luôn rồi. Vậy mà gặp.
đâu quá nhỏ đâu luôn. Đây nè. Nó nhập viện 3 lần rồi đó bác Tám. Ok. Con tên gì? Con tên gì? Con Khánh An hả? Sao mà bị băng bó tùm lum vậy con? Dạ mới trong phòng hồi sức được ra. Con hồi sức. Đây nè con. Chú Tân. Cái gì gan á? Gan, chị gan. Máu hai lần. Trời ơi. Thương hơi nhỏ xíu. Xíu băng bó nằm ngoài luôn. Nằm chiếu ngoài. Ê, chồng vô bệnh viện bao nhiêu lần rồi? Dạ lần này lần thứ 3. Lần thứ 3 luôn rồi. Dạ lọc máu 2 lần. Coi nghe. Con nghe mau khỏe nha con nghe. Con ơi. Lỗi rồi con 500 nè. Con 500 nha. Hai chồng cô cảm ơn. Cố gắng nha, hai chồng cố gắng nha để nuôi con nha. Ủa còn bé nào bệnh không? Bé Bư. Đâu? À, cho hai cái thằng này. Chú chào cô. Cô tên gì? Cô tên Lý An. À, Lý Dành đó. À. Đây, mấy học chưa? Dạ, 2 tuổi. 2 được rồi. 20 người hả? 20 người là uống có 2 sữa thôi. Uống nước không? Con rồi, con còn gì nữa không? Dạ, hết rồi. Hết rồi. Đây, đây còn một con nữa nè. Đây, con bự. Con bự. Ông được. Xin cho cháu. Xin cho cháu ha. Rồi thôi, tặng luôn. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Nước không kìa? Nước không, lấy nữa con. Rồi, lấy nước cho thằng chồng ngủ đi. Con sữa cho thằng chồng ngoại không đi. Rồi. Rồi, coi như là đã xong cái buổi sáng. Cảm ơn bác Sang nhiều. Ok, dạ, rồi, cảm ơn. Dạ, con theo dõi trang của bác Sang. Rồi, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi, hello bà Nga nha, hẹn gặp lại. Rồi. Hẹn gặp lại bà con. Rồi, bây giờ đi thôi nha, cả nhà ơi. Đó, một buổi sáng thì nhích chút xíu thời gian công suất ra mà cái lan tỏa được cái tình yêu thương con người đó. Nó vui, nó hạnh phúc. Miễn là chúng ta mỗi ngày sống là chúng ta mà được nở một nụ cười trên môi là cảm thấy hạnh phúc rồi. Nó cái đó nó giá trị hơn bất cứ thứ gì, nhưng mà cuộc sống cũng phải cần tiền. Tiền để mà chúng ta lo mọi thứ, các cái mưu sinh, cơm áo gạo tiền đủ thứ. Nhưng mà bữa nay có ngày mai hết, nhưng mà cái nụ cười, cái hạnh phúc, cái giá trị nó mãi mãi còn hoài. Gắn cười đi cả nhà. Cười lên đi cho cuộc đời bớt khổ nè. Chào, bye bye. Cảm ơn anh Trần Huy nha. Cảm ơn anh Trần Huy nhiều nha.